Vâng, à, xin chào các anh chị, à, các nhà đầu tư, à, các cái chuyên gia về à, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. À, bài học này à, tôi sẽ nói một chủ đề trả lời cho một câu hỏi mà tôi rất thường gặp từ người quen, người thân, học trò, à, đối tác, đúng không ạ? Câu hỏi có tên là có nên đầu tư vào Bitcoin hay không? À, cái video này tôi sẽ nói về Bitcoin nhé. Có thể tiền kỹ thuật số còn cái nhiều cái đồng tiền khác à gần 1, 500 đồng tiền kỹ thuật số hoặc là tiền ảo hoặc là token hiện nay. Nhưng mà câu hỏi là có nên đầu tư vào Bitcoin hay không? Có nên đầu tư vào thị trường tiền kỹ thuật số hay không? current uh, cryptocurrency hay không? Ok. Thì um, uh, câu trả lời là có hay câu trả lời là không thì phụ thuộc vào quyết định của chính bạn, của quyết định của chính nhà đầu tư, được chưa ạ? Uh, tôi không thể trả lời thay các anh chị là có hay là không. Nhưng tôi sẽ đưa ra một số những cái thông tin lập luận để các anh chị tự quyết định là có hay là không. Nếu như câu trả lời là có, nếu như câu trả lời là có, chúng ta có đầu tư thì chúng ta phải biết là các lợi ích và các rủi ro là gì, đúng không ạ? Ví dụ như là cái lợi ích của nó là các bạn thấy đấy, đồng Bitcoin giá cả của nó lên xuống hàng ngày à, lên xuống hàng giờ, hàng phút, có thể trong một ngày nó có thể mất 10%, 15% giá trị trong một ngày nó cũng có thể lên tới 10% 20% giá trị à, cái cái biên độ giao động của nó 3 đến 5% hoặc là 10% 20% một ngày là rất nhiều à, nó dao động lớn như vậy nó tạo sóng lớn thì đó chính là cơ hội dành cho những người biết về cách kiếm tiền biết về cách đầu tư mua đi bán lại và sinh lời à, người ta gọi là các cái trader đấy, những người mà chuyên à, giao dịch chuyên nghiệp đúng không ạ À, rồi thì à, Bitcoin là một cái đồng tiền hiện nay là có thể nói là à, dẫn đầu thị trường Và có mức độ thanh khoản, mức độ đầu tư rất cao Rất nhiều nhà đầu tư đã đầu tư rồi Rất nhiều nhà đầu tư đã kiếm tiền, rất nhiều đờ đã nhảy vào rồi à, Vậy thì mình có bỏ lỡ cơ hội này hay không là do mình quyết định đúng không ạ Và Bitcoin thì nó giao dịch là 24 trên 7 luôn Bất kỳ lúc nào, bất kỳ lúc nào là có thể làm được cái điều đó đúng không ạ bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể mua được à, chúng ta mua rất là tiện đúng không ạ mua từ người này sang người kia mua từ sàn này sang sàn kia à, chúng ta mua ở trên telegram chúng ta mua ở trên uh, facebook chúng ta mua trên remitano đúng không ạ chúng ta mua trên các cái sàn giao dịch mà tôi sẽ nói thêm đúng không ạ vâng bitcoin hay là một sản phẩm mà uh, uh, kỹ thuật số của thị trường uh, và uh, hiện nay thì càng ngày càng khan hiếm và chi phí để tạo ra một đồng bitcoin hiện nay cũng rất là cao như tôi đã nói à, ước tính khoảng 2.000 đô la cho nên giá trị của bitcoin là à, rất lớn đúng không ạ và công nghệ blockchain của bitcoin là công nghệ không thể làm giả và công nghệ rất cần cho thị trường trong tương lai à, đó chính là một số những cái lý do để khiến chúng ta à, có thể yên tâm đầu tư vào bitcoin à, nhiều nhiều người nói rằng là à, nhiều người nói rằng là bitcoin là một À, sản phẩm mà à, giống như một viên than hồng và người cuối cùng cầm sẽ bị bỏng tay. À, nhưng đấy là quan điểm của họ, chưa chắc đã đúng, đúng không ạ? Câu nói này rất nổi tiếng à, của một người làm về chứng khoán. Nhưng tôi cho rằng là gì ạ? À, chưa chắc đã đúng, bởi vì đúng hay sai nó phụ thuộc vào tính thời điểm. À, thời điểm này nó có thể đúng, thời điểm này nó có thể sai. Nhưng quan trọng nhất là mình kiếm được tiền, mình sinh được lời. À, còn đúng hay sai không quan trọng, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì cái việc mà chúng ta À, thấy rằng là bitcoin nó là đồng tiền mang tính chất là uh, biểu tượng của tiền kỹ thuật số uh, nó làm đồng tiền không định danh trên thế giới đầu tiên uh, dưới dạng là tiền kỹ thuật số cho nên là uh, nó rất là 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 được người tiêu dùng cũng như là các nhà đầu tư cũng như giới công nghệ rồi uh, giới tài chính rất rất quan tâm cho nên nó có giá trị và như tôi nói đấy các nhà đầu tư các nhà uh, môi giới rồi thì những người đánh uh, bitcoin gọi là trader những người đánh bitcoin rất là nhiều khiến cho giá trị của bitcoin luôn luôn được giữ giá dù nó có thể lên xuống một cái tốc độ rất khủng khiếp đúng không ạ? Ví dụ như là trước tết âm lịch tôi chứng kiến nó xuống đến 6.000 đô la nhưng hai tuần sau nó bật lên 12.000 đô la tăng trưởng 100% giá trị trong vòng 2 tuần rất khủng khiếp đúng không ạ? Mỗi ngày nó tăng 15% như vậy đấy chính là cơ hội mà chúng ta kiếm được tiền và cũng chính là cơ hội chúng ta mất tiền đúng không ạ? Nếu như chúng ta không đủ bản lĩnh, không đủ kiến thức, không đủ à, kinh nghiệm và không đủ cái sự nhanh nhạy về thị trường, thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Còn chúng ta có được những cái may mắn, chúng ta có được những cái kiến thức kinh nghiệm tốt, thì chúng ta sẽ kiếm được tiền và kiếm được rất nhiều tiền, được chưa ạ? Vậy thì như tôi nói là à, có nên đầu tư hay không nên đầu tư thì phụ thuộc vào quyết định của bạn. Nhưng trước khi đầu tư thì chúng ta nên học hỏi, chúng ta nên tìm hiểu về nó, nên học phân tích kỹ thuật nên học về các nguyên tắc đầu tư, nên học về cách thức giao dịch à, rồi thì để chúng ta hiểu về nó rồi chúng ta hãy đầu tư. À, chứ đừng có thấy bạn bè rủ 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 là chúng ta làm. À, năm 2017 nếu như chúng ta chỉ cần thấy sóng chúng ta vào là chúng ta sẽ thắng. Bởi vì năm 2016 là Bitcoin nó khoảng độ 3 400 đô la, nó tăng một mạch trong năm 2017 tăng lên 19.000 đô la và sau đó nó giảm xuống 17, 15.000, 12.000 cứ lùng nhùng như thế. Thì tại thời điểm năm cuối năm 2016 và đầu năm 2007 nếu mà các bạn bắt đầu chơi Thì năm ngoái là các bạn thắng lớn luôn Nhưng tại thời điểm năm nay thì Bitcoin nó bắt đầu là có xu hướng giữ giá hơn Và à, nó không tăng trưởng gấp thép nữa à, Nó cũng cứ nhùng nhằng nhùng nhằng nó đi nó gọi là đi sideways à, Tất nhiên cơ hội của nó vẫn rất nhiều 20-30% một tháng rất nhiều luôn à, Chúng ta đừng có lo lắng cơ hội của chúng ta rất nhiều Được chưa ạ? Và lời khuyên của tôi là à, nếu chơi thì các anh chị hãy học hỏi và à, về mặt nếu như các bạn hỏi tôi là theo anh Phan Anh có nên hay không thì câu trả lời mang tính cá nhân của tôi thì nên chơi bởi vì à, đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có thể học hỏi để chúng ta có thể kiếm tiền để chúng ta có thể trở nên giàu có và chúng ta có thể tăng tài sản nhanh trong một thời gian ngắn nếu như chúng ta thành công à, chưa bao giờ tôi thấy rằng là một thị trường sôi động như thị trường tài chính về coin và bitcoin và chưa bao giờ tôi thấy là cái tầng lớp mà giới trẻ à, kiếm được nhiều tiền nhiều như bây giờ 9x 2000 là kiếm được rất nhiều tiền, đúng không ạ? Các bạn thấy là phải à, cổ phiếu của các cái à, tập đoàn blue chip như là của Mỹ như là Apple, như là Facebook, như là Amazon, như là à, 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 Microsoft hay là Alibaba, họ phải mất hàng chục năm giá trị cổ phiếu của họ mới đạt được 100 200 đô la hoặc là cổ phiếu của Google là hơn 1.000 đô la cổ phiếu của Amazon ngày hôm nay đã đạt 1.500 đô la thì họ mất hàng 10 năm 20 năm thậm chí là 30 năm khởi nghiệp thành công đúng không ạ kinh doanh thành công trên toàn cầu nhưng các bạn thấy đấy đồng ETH đúng không ạ à, chỉ mất có hơn năm trời 2 năm trời tăng vọt lên cái ngàn đô la đồng Bitcoin đúng không ạ mất 10 năm tăng lên 10.000 đô la tăng lên 19.000 đô la à, còn không biết giá trị của nó thì đến đâu và giá trị thực của nó là gì không ai biết, không ai quan tâm, không ai sờ nắm được. Chỉ biết rằng bán nó thì ra tiền, chơi nó thì có tiền. Và tất nhiên các nhà đầu tư cũng mất tiền rất nhiều bởi vì tôi nhận thấy rất nhiều nhà đầu tư là thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng và lòng tham thì rất nhiều. À, kiến thức thì không có, nhưng cứ chơi cứ chơi và bị mất tiền, đúng ạ? Ok. Như vậy tôi sẽ giải quyết vấn đề bài toán là có nên chơi Bitcoin hay không, có nên chơi tiền kỹ thuật số hay không và câu trả lời à các bạn đã biết rồi đúng không ạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều